Ngày 2 tháng 6, công an một số phường xã ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ để xác định tung tích một người phụ nữ tử vong ở khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Một chân của người này bị tách rời, được phát hiện trên đường Hoa Hồng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Một cán bộ công an cho biết, người tử vong ở khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm có giới tính nữ, đã tử vong cách đây nhiều ngày, đã phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm tại địa điểm này và khu vực xung quanh, nhưng không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Trước đó khoảng 6 giờ ngày 1 tháng 6, người dân địa phương phát hiện một vật giống xương chân người trên đường Hoa Hồng thuộc khu di tích quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt đã bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định, bộ xương trên gồm xương đùi và xương ống cùng bàn chân người đang trong quá trình phân hủy. Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng và công an thành phố Đà Lạt đã triển khai lực lượng đến Hồ Tuyền Lâm, phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tỏa ra các khu vực lân cận để tìm kiếm phần thi thể còn lại. Hai chú chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm của lực lượng công an. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một phụ nữ tử vong trong lùm cây cách đường Hoa Hồng 10m, cách vị trí phát hiện phần chân 400m. Nhiều khả năng bàn chân của người này bị động vật kéo ra đường Hoa Hồng. Vì thời gian gần đây không có ai trình báo về việc người nhà bị mất tích, nên nhiều khả năng nạn nhân từ nơi khác đến thành phố Đà Lạt. Cơ quan chức năng đang rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ để xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt giữa hai tường nhà. Do đánh rơi điện thoại xuống dưới khe tường ranh giới giữa hai nhà, một người đàn ông đã tháo cửa sổ, chui xuống lấy và bị mắc kẹt không thoát lên được. Khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Hoàng Phúc S, sinh năm 1971, trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, làm rơi điện thoại xuống khe tường ranh giới giữa nhà ông và hàng xóm. Ngay sau đó, người đàn ông này đã tháo khung cửa sổ, chui xuống khe tường để lấy điện thoại và bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 2 mét. Dù người thân đã làm mọi cách để giải cứu, ông S không thoát được. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã đến hiện trường để tiếp cận, giải cứu ông S. Sau khoảng 30 phút, vừa trấn an và dùng phương pháp cứu hộ, cảnh sát đã đưa nạn nhân ra khỏi khe tường thành công. Nạn nhân được giải cứu thành công trong tình trạng khó thở và xây xát nhẹ. Hiện tình trạng sức khỏe của ông S đã ổn định. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 bị can về các tội danh nêu trên, thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại. Chiều ngày 1 tháng 6, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin đến báo chí diễn biến điều tra của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là hai vụ án dư luận hết sức quan tâm do tầm vóc tính chất phức tạp của nó. Về tiến độ mới của hai vụ án, trong đó về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can về các tội danh nêu trên, thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại. Về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can về các tội danh nêu trên, thu giữ gần 40 tỷ đồng. Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Lê Minh Công, sinh năm 2000, quê quán xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, để điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo thông báo của Công an, đặc điểm nhận dạng của đối tượng này gồm màu da ngăm đen, thân hình mập, có hình xăm trên hai tay.
cơ quan công an kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về Lê Minh Công vui lòng liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước để hỗ trợ công tác điều tra. Mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng Lê Minh Công đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng công an thành phố Đồng Xoài và công an các huyện Đồng Phú, Phú Giềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú. Quá trình truy bắt, một đối tượng đã bị bắt giữ và thu giữ một số vật chứng có liên quan đến việc vận chuyển số lượng lớn ma túy. Riêng đối tượng Lê Minh Công đã lợi dụng địa hình cây cối rậm rạp để lẩn trốn. Công an tỉnh Bình Phước đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, tổ chức bao vây, truy tìm đối tượng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Theo camera an ninh, một đối tượng đang bị tạm giữ tại trụ sở công an phường đã được cán bộ công an mở cửa phòng cho ra ngoài. Tuy nhiên sau đó người này đã bỏ chạy, leo lên xe của một người phụ nữ để chạy thoát. Ngay sau khi đối tượng bỏ chạy, nhiều cán bộ công an lập tức truy đuổi và đã khống chế bắt giữ trở lại. Qua xác minh, vụ việc trên xảy ra tại trụ sở công an phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức vào chiều tối ngày 29 tháng 5. Đối tượng định chạy thoát có tên là Tâm. Trước đó, tổ công tác công an phường Tam Bình khi tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện đối tượng Tâm có nghi vấn tàng trữ ma túy nên đưa về giữ tại trụ sở để xác minh xử lý. Công an phường còn nghi vấn Tâm có liên quan đến hành vi trộm cắp ở địa bàn khác nên tiến hành xác minh, lập hồ sơ chuyển giao cho công an thành phố Thủ Đức. Khoảng 14 giờ 11 phút ngày 29 tháng 5, Tâm xin cán bộ cho đi vệ sinh và được giải quyết. Khi vừa quay lại phòng tạm giữ, Tâm bất ngờ xô cán bộ công an và chạy ra hướng cổng để thoát thân. Lúc này, một phụ nữ chở con nhỏ đến gửi cơm cho Tâm thông qua cán bộ công an phường. Khi người phụ nữ này vừa nổ xe máy rời đi thì Tâm chạy từ trong trụ sở ra và leo lên xe. Ngay khi xảy ra vụ việc, nhiều cán bộ công an phường đã truy đuổi và nhanh chóng khống chế bắt giữ Tâm. Công an đã tiến hành làm việc với người phụ nữ nói trên. Người này tường trình có quen biết, được người thân của Tâm nhờ mang cơm đến gửi. Lúc người này nổ xe máy ra về thì Tâm chạy ra leo lên xe. Chị này không hề bàn bạc hay có chủ đích giải cứu Tâm khỏi trụ sở công an phường. Hiện công an phường Tam Bình đã chuyển giao nghi can Tâm cho công an thành phố Thủ Đức để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngày 1 tháng 6, thông tin từ Bộ Công an thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi, ở khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng về hành vi mua bán trái phép chân ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam. Để qua mắt lực lượng chức năng, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây vào chai nhựa để giao ma túy. Đỗ Tá Vinh bị bắt khi đang bán ma túy cho Nguyễn Bá Hùng, 33 tuổi quê Bắc Ninh và Nguyễn Lương Bằng, 24 tuổi quê Hà Giang tại cánh đồng khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng đêm ngày 30 tháng 5. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1,6 gram heroin. Cảnh sát cho biết Vinh và vợ xây một trang trại rộng 700m2. Bên cạnh có một mương nước rộng khoảng 5m ở khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng. Vợ chồng Vinh rào lưới sắt B40, bên trong trang trại nuôi nhiều chó trông giữ. Khoảng 22 giờ hàng ngày, Vinh lái ô tô từ nhà vào khu trang trại để bán ma túy cho các con nghiện từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Khi khách có điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400 đến 500 mét, rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây dài khoảng 15 mét vào một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Khách đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai và bay ra giao hàng. Khám xét trang trại và nhà ở của Vinh, công an thu giữ thêm gần 190 gram heroin và ma túy tổng hợp, 2 bộ flycam, 1 xe ô tô, 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì, 1 dùi cui cùng nhiều tăng vật liên quan. Theo công an Bắc Ninh, đây là thủ đoạn hoạt động mới, rất tinh vi, sử dụng công nghệ bay không người lái, gây khó khăn trong quá trình điều tra, phát hiện bắt giữ. Mở rộng điều tra vụ cướp phòng giao dịch ngân hàng ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố các bị can. Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương, tội cướp tài sản. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, thường trú tỉnh Bến Tre. Và Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, thường trú tỉnh Vĩnh Long, tội cướp tài sản và tội lưu hành tiền giả. Đặng Hoàng Văn, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bến Tre, tội lưu hành tiền giả. Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, giữa tháng 9 năm 2023, bị can Mỹ, Lợi, Tuyền quen nhau thông qua Facebook, trang hội những người vỡ nợ. Nảy sinh ý định cướp tài sản, Mỹ lên mạng tìm hiểu về các vụ cướp ngân hàng trước đó, rồi lên mạng mua súng tự chế và 6 viên đạn bằng chì,
bình xịt hơi cay làm công cụ đi cướp. Đến đầu tháng 10 năm 2023, Mỹ rủ Lợi và Tuyền ra gặp tại quán cà phê ở Long An, bàn bạc cướp tại các ngân hàng ở tỉnh Bình Dương. Sau nhiều ngày theo dõi, chúng phát hiện ngân hàng này nằm trong khu dân cư, bảo vệ rất nhiều, nên nhóm này mới chuyển hướng sang phòng giao dịch Nhị Xuân, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ và Lợi theo dõi trước ngân hàng này trong 2 ngày, đồng thời nghiên cứu kỹ địa bàn huyện Hóc Môn để lập kế hoạch cướp ngân hàng rồi tẩu thoát. Ngày 22 tháng 10 năm 2023, Mỹ và Lợi ra chợ mua thêm một khẩu súng nhựa màu đen để đe dọa nhân viên ngân hàng. Tuyền đặt trên mạng mua một xe tay ga, Lợi mua sơn về sơn lại màu đen nhằm che giấu đặc điểm xe khi đi cướp ngân hàng. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2023, Mỹ thuê một ô tô màu trắng về cho Tuyền sử dụng. Một ngày sau, Mỹ cùng Lợi và Tuyền đi ô tô đến ngân hàng trên khảo sát thêm. Đến khoảng 10 giờ 27 phút ngày 24 tháng 10, chọn địa điểm lúc vắng người, Mỹ và Lợi thực hiện kế hoạch. Lợi chở Mỹ chạy vào ngân hàng tiếp cận, rút súng khống chế hai bảo vệ. Mỹ cầm súng bắn lên trần nhà gây tiếng nổ lớn để uy hiếp và yêu cầu các nhân viên trong ngân hàng phải đưa tay lên, nằm xuống nền nhà. Lợi cầm súng và lấy tiền bỏ vào ba lô. Sau khi cướp được 3,8 tỷ đồng, Mỹ và Lợi lấy xe chạy ra hướng đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn tẩu thoát. Cả ba chạy tới bãi đất trống ở gần cơ sở cai nghiện Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, đốt xe và quần áo để phi tang. Cả ba chia nhau ra, trốn đến thành phố Vũng Tàu. Mỹ thuê khách sạn, thông báo cho Lợi và Tuyền biết rồi gặp nhau. Tại khách sạn, cả ba chia nhau tiền. Mỹ lấy 1,5 tỷ đồng, Lợi 1,3 tỷ đồng, Tuyền 1 tỷ đồng. Sau đó, cả ba rời khỏi khách sạn. Mỹ mượn ô tô quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đến cầu Đồng Nai, Mỹ dừng xe, ném khẩu súng dùng gây án xuống sông. Mỹ chạy xe đến nhà người quen ở quận Bình Thạnh nhờ đổi giúp 100 triệu đồng, được 5.500 đô la Singapore. Sau đó, Mỹ lái xe đi ra sân bay Tân Sơn Nhất gửi và đặt vé máy bay online theo lịch bay là 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2023 để sang Singapore. Nhưng sau khi ngủ trong xe đến sáng hôm sau, Mỹ đi bộ ra sân bay thì bị bắt giữ. Còn Lợi sau khi được chia tiền thì mua điện thoại, xe máy ở Vũng Tàu, chạy về thành phố Biên Hòa thuê nhà nghỉ ngủ. Đến 5 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023, Lợi đi đến quận Bình Thạnh và quận 5 mua 2 căn cước công dân giả để che giấu nhân thân, lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, Lợi đón xe buýt về lại Bến Lức, tỉnh Long An, tìm đường trốn sang Campuchia thì bị công an bắt giữ. Riêng Tuyền sau khi chia tiền đã về nhà thì bị công an bắt giữ ngày 25 tháng 10 năm 2023. Nhóm của Mỹ có khai đã dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt tại xã Tân Thành, huyện Gò Công, Tiền Giang. Đồng thời, các bị can cũng dùng tiền giả mua hàng tại Tây Ninh vào ngày 12 tháng 10 và ngày 13 tháng 10 năm 2023. Mục đích là để người bán trả lại tiền thật. Theo kết luận điều tra bổ sung, trước khi thực hiện vụ cướp nói trên, cơ quan công an xác định Tuyền, Văn và Lợi còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành để thu lợi bất chính. Sáng ngày 2 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại kho hàng chứa đồ gia dụng bằng nhựa trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Kho hàng rộng hơn 400m² đã bị lửa thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản. Vào khoảng 6 giờ 30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng do đồ nhựa dễ cháy. Đám cháy dữ dội đã tạo ra cột khói cao hàng chục mét và có tiếng nổ lớn. Nhân viên làm việc tại kho đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể kiểm soát được ngọn lửa. May mắn là vụ cháy không gây thương vong về người. Chủ kho và nhân viên đã kịp thời di rời một số phương tiện và vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ khoảng 5 phút kể từ khi xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường với 4 xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến tham gia chữa cháy. Lực lượng chức năng phân chia thành 2 nhóm để phun nước dập lửa và ngăn chặn lửa lan sang khu dân cư lân cận. Tuy nhiên, việc tiếp cận bên trong kho hàng gặp khó khăn do bức tường rào cao hơn 2 mét bao quanh. Đến khoảng 8 giờ, đám cháy đã được kiểm soát. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm hư hại nhiều hàng hóa và khiến một phần trần, tường của kho hàng đổ sập. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Bà Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Liên cấp Newton chia sẻ, là trường có số lượng xe đưa đón học sinh khá lớn, sau sự việc đáng tiếc ở Thái Bình, nhà trường cũng đã mời đại diện các đoàn xe cũng như các cô phụ trách xe đưa đón, họp và yêu cầu thực hiện chuẩn quy trình đưa đón học sinh.
Bà Dung thông tin thêm, đối với việc đưa đón học sinh bằng xe tuyến, trường có những yêu cầu cụ thể để đảm bảo an toàn cho học sinh. Cụ thể, chỉ khi xe dừng hẳn mới mở cửa cho học sinh lên xe. Trường hợp học sinh quá nhỏ, nhân viên phải bế học sinh lên. Với học sinh lớn hơn, nhân viên hướng dẫn trẻ lên xe. Nhân viên phải có thao tác đánh dấu những học sinh đã đón được vào danh sách. Trong trường hợp xe đến điểm đón muộn quá 2 phút, nhân viên phải thông báo cho phụ huynh. Cũng theo bà Dung, khi học sinh xuống xe, trường yêu cầu nhân viên phải có thao tác kiểm tra học sinh đã xuống hết chưa hay còn học sinh nào đang ngủ, có học sinh nào quên đồ dùng trên xe hay không. Sau đó, nhân viên mới cho học sinh xếp hàng qua cổng bàn giao học sinh cho cô giáo trực và ký tên vào sổ. Khi trả học sinh từ trường về nhà, nhân viên xe và cô giáo cũng phải nhận và ký bàn giao số học sinh. Trường cũng có app để người quản lý theo dõi hành trình nhân viên đưa đón học sinh. Còn ông Văn Quỳnh, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết, việc đưa đón học sinh bằng xe tuyến là nhiệm vụ quan trọng nên nhà trường nhắc nhở các bác tài cũng như nhân viên đưa đón liên tục. Mỗi tháng, sau khi có báo cáo từ hệ thống, nhà trường đều tổ chức họp để rút kinh nghiệm. Đặc biệt, nhân viên xe phải nắm chắc được số lượng học sinh, tên lớp. Ông Quỳnh cũng cho biết thêm, với đặc thù học sinh khá lớn nên các em có thể điểm danh bằng thẻ ngay khi vừa lên xe tuyến. Khi quẹt thẻ thành công, máy đọc thẻ sẽ phát ra âm thanh xác nhận, phụ huynh cũng sẽ nhận được tin nhắn con đã lên xe thành công. Khi kết thúc mỗi chuyến xe, tài xế sẽ kiểm tra toàn bộ xe và phải có thao tác xác nhận học sinh đã xuống hết. Ngoài ra, khi học sinh xuống xe thành công và vào trường, phụ huynh cũng nhận được thông báo bằng tin nhắn và lúc này hệ thống mới cho phép tài xế hoàn thành chuyến. Bằng những thao tác trên, phụ huynh sẽ nắm rõ được con mấy giờ lên và xuống xe, vào trường thời gian nào. Với những học sinh vắng mặt, tới 7 giờ 15 phút sáng, phụ huynh sẽ được hệ thống thông báo còn chưa có mặt ở trường. Ông Nguyễn Quang Tùng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lomonosov nhận định, quy trình và mô tả công việc cho cán bộ đưa đón học sinh, giáo viên chủ nhiệm càng chặt chẽ, người làm sẽ dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và hạn chế được những sai sót đáng tiếc. Theo ông Tùng, trường thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình đưa đón 1.500 học sinh, trong đó họp và góp ý ngay với những sơ suất nhỏ và có mức phạt theo quy định. Nhà trường sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với những người vi phạm lỗi nặng, nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh hoặc tái phạm các lỗi nhỏ. Năm học 2023-2024, trường đã chấm dứt hợp đồng với hai cô phụ trách xe vì không thực hiện hai bước trong quy trình. Xe dừng ở cổng trường phải đứng ở cửa đếm số học sinh xuống xe, chung với số học sinh lên xe. Sau khi học sinh xuống hết, phải xuống cuối xe chụp ảnh toàn bộ xe từ dưới lên và gửi vào app báo cáo. Trong đó, một cô vì lý do sức khỏe bị đau bụng nên muốn nhanh chóng vào trường để vào nhà vệ sinh, bỏ qua hai bước trên. Nhà trường buộc phải chấm dứt hợp đồng để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Theo đại diện phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm, hiện quận có 57 trường tư thục và đa số các trường đều có xe đưa đón học sinh. Sau sự việc đáng tiếc tại Thái Bình, phòng cũng nhắc nhở các cơ sở giáo dục trong triển khai quy trình an toàn khi đưa đón học sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1988, là chủ thầu xây dựng trú tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, ông nhận làm thay thế mái tôn nhà xưởng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sành Phang Đài Loan, Trung Quốc từ nhiều ngày nay. Chiều ngày 31 tháng 5, một tốp thợ do ông Đạt thuê đến làm được chia thành hai nhóm, thực hiện công việc ở hai vị trí khác nhau trên mái nhà xưởng rộng hàng chục nghìn mét vuông. Nhóm anh Đỗ Công Bằng, sinh năm 1978, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, cùng một người trèo lên dàn mái tôn cũ để tháo dỡ thay mới. Không may, do vật liệu cũ, ốc vít đã bị han rỉ nên đã bật tung, hất anh Bằng rơi xuống từ độ cao 12 mét xuống đất, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Người còn lại may mắn rơi xuống một mái tôn thấp hơn nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Chủ thầu Đạt thừa nhận do leo trèo vướng víu, bất tiện nên nhóm thợ này không sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Được biết, ngay trong chiều ngày 31 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình, Công an khu công nghiệp Phúc Khánh và lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã nắm bắt sự việc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên trong sự việc đau lòng này. Nhằm chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình lao động bị nạn, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư hỗ trợ 5 triệu đồng. Ông Nguyễn Tiến Đạt, chủ thầu xây dựng trước mắt hỗ trợ 50 triệu đồng chi phí mai táng cho gia đình có người tử vong khi lao động. Trước đó, lúc 10 giờ ngày 30 tháng 5, tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết, hai người bị thương. Nhóm lao động này đang trên giàn giáo chát tường tầng 2 thì bất ngờ bức tường đổ sập, kéo theo cả giàn giáo và ba thợ xây rơi xuống ao. Ngày 1 tháng 6, ông Lâm Văn Lượng, cha của nam sinh LGK, học sinh lớp 9, ngụ huyện Tư Nghĩa cho rằng bị cáo Mỹ vô cớ tấn công con trai ông gây thương tích nguy hiểm. Theo đó, cháu K bị đánh thương tích 12%, nhưng Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa tuyên mức án trên chưa đủ tính răn đe. Ông Lượng cho rằng ông Mỹ bị phạt 2 năm tù treo là chưa công bằng, chưa đủ tính răn đe. Ông sẽ kháng cáo.
Theo hồ sơ vụ án, ông bị tấn công cháu K hồi tháng 12 năm 2023. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tại lớp học của con ông này và bé K. Trưa ngày 8 tháng 12, ông bị đi xe máy đến đợi trước cổng trường trung học cơ sở thị trấn La Hà, đợi cháu K về. Khi ra khỏi trường, K đi về thì ông Mỹ đi theo khoảng 800 mét, rồi chặn đường, dùng cùi chỏ, đầu gối tấn công liên tiếp vào đầu nam sinh. Bị tấn công, cháu K choáng váng, gục xuống đường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại, khiến dư luận bức xúc. Sau khi tấn công K, ông Mỹ lên xe rồi bỏ đi. Lúc này, K có biểu hiện nôn ói, chảy máu mũi nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu. Ngay sau đó chuyển sang Viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 18 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định khởi tố bị can Mỹ tội cố ý gây thương tích. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về kết quả điều tra xác minh nguyên nhân sự việc cháu NHN sinh năm 2019 ở trường mầm non An Dương, quận Lê Chân bị bầm tím vùng lưng. Ba cô giáo trong vụ việc đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Cơ quan Công an quận Lê Chân xác định cháu NHN có dấu hiệu bị xâm phạm sức khỏe. Theo kết luận giám định số 379 của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của cháu NHN tại thời điểm giám định là 0%. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân xác định, trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15 tháng 5, cháu NHN bị cháu VMC dùng tay đấm nhiều lần vào vùng lưng, gáy vào khoảng 10 giờ 8 phút đến 10 giờ 28 phút. Cô giáo NTH tác động đẩy vào vai cháu khi cháu ăn vào khoảng 10 giờ 59 phút. Cô NTH và cô LTT xoa dầu rượu gấc, xoa bóp vùng lưng vào khoảng 14 giờ 22 phút. Căn cứ kết quả điều tra của Công an quận Lê Chân, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân đã chỉ đạo phòng nội vụ quận hướng dẫn trường mầm non An Dương tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kỷ luật theo quy định về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân thông tin kết quả điều tra vụ việc đến toàn thể giáo viên, nhân viên ngành giáo dục quận, phối hợp với Phòng Nội vụ quận Lê Chân tham mưu đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc theo quy định. Trường mầm non An Dương thành lập hội đồng kỷ luật và xử lý kỷ luật theo quy định. Thực hiện chỉ đạo trên, trường mầm non An Dương đã tổ chức họp hội đồng toàn trường để quán triệt, nhắc nhở giáo viên, họp xem xét trách nhiệm tập thể ban giám hiệu, cá nhân các lãnh đạo và ba cô giáo phụ trách lớp 5A1. Ba cô giáo báo cáo, giải trình và đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Nhà trường đã ban hành quyết định phân công ba giáo viên phụ trách lớp 5A1 thực hiện nhiệm vụ khác từ ngày 17 tháng 5 để phục vụ xác minh, phân công ba giáo viên khác phụ trách lớp 5A1 đến hết năm học. Sau khi xem xét sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, ổn định hoạt động của trường mầm non An Dương. Mới đây, hơn 100 cá thể ngựa quý hiếm hàng đầu thế giới tung vó dũng mãnh, khoe các kỹ thuật điêu luyện ngỡ chỉ có trên phim ảnh. Hàng ngàn bạn trẻ check-in trên phố, xếp hàng ngóng chờ thần tượng. Những khoảnh khắc ấn tượng đó càng chứng minh sức hút của điểm đến quốc tế mới Vũ Yên, nơi đang diễn ra chuỗi sự kiện lễ hội ra mắt Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl Horse Academy và phố đi bộ công viên Vũ Yên, Hải Phòng. Sự kiện khai trương kỹ thuật Vinpearl Horse Academy mở màn với nghi thức phi mã cắt băng chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, nhận tràng pháo tay không ngớt từ khán giả. Trước đó, ngay từ sáng sớm, hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về thành phố đảo Hoàng Gia để khám phá và tham quan các công trình kiến trúc phong cách Hoàng Gia, những tiện ích đẳng cấp đặc quyền thượng lưu chỉ có tại Vinpearl Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng. Điểm bất ngờ trong đoàn diễu hành chính là sự gom mặt của những cư dân đầu tiên của Vinhome Royal Island. Đại diện trong vài các kỵ sĩ uy dũng, cưỡi những chiến mã oai phong, thể hiện các màn diễu hành hoành tráng là trải nghiệm thượng lưu lần đầu trong đời của các cư dân, khẳng định đẳng cấp sống hàng đầu thế giới tại thành phố đảo Hoàng Gia. Nhiều kỹ thuật biểu diễn với ngựa đòi hỏi sự khéo léo được phô diễn như kỹ thuật theo trường phái Western, đua tốc độ kiểu miền Tây, cưỡi ngựa bắn cung, khiến người xem không thể rời mắt. Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, những màn phô diễn với ngựa còn toát lên phong cách thời thượng, đẳng cấp, sang trọng hiếm có của chủ nhân. Tại sự kiện khai trương kỹ thuật Vinpearl Horse Academy, khách mời cũng được mãn nhãn với show thời trang Equestrian Odyssey. Màn kết quắc ấn tượng ngay trên sân đa năng, bên cạnh các chiến mã kiêu hãnh, đã tạo cảm hứng trình diễn cho nhiều người mẫu. Khán giả được hiểu hơn về thời trang dành cho bộ môn cưỡi ngựa qua các bộ sưu tập tới từ thương hiệu nổi tiếng như Sally & Ken, Brutani, Bian. Ngoài hoạt động trình diễn chính trên sân đa năng, sự kiện còn mở ra những không gian bên lề cho du khách trải nghiệm hóa trang chụp ảnh cùng ngựa,
tham gia tour ngựa kéo xe hay cơ hội trải nghiệm thêm về các giống ngựa quý qua phần thuyết trình của chuyên gia Vinpearl Horse Academy. Không thể bỏ qua cơ hội được chứng kiến những trải nghiệm tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, du khách từ Hải Phòng, Hà Nội, các tỉnh lân cận đã đổ về Vũ Yên. Đặc biệt, có người đưa cả du thuyền riêng từ Quảng Ninh sang Hải Phòng để kịp thời chiêm ngưỡng ngựa quý. Cùng với sự kiện khai trương kỹ thuật Học viện cưỡi ngựa, phố đi bộ công viên Vũ Yên cũng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi và dịp cuối tuần, nhiều gia đình đã đổ về đây tham gia vào chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí sôi động. Theo ông Lê Hồng Sơn, trưởng phòng bảo tồn và hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, ngày 28 tháng 5, đơn vị đã tiến hành khảo sát kiểm tra các dạng san hô ven bờ tại các vùng biển như Vịnh Côn Sơn, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Vịnh Đầm Tre, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Trứng. Trong quá trình khảo sát, đơn vị bước đầu ghi nhận lượng lớn san hô bị tẩy trắng và chết. Hiện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã kết nối với Viện Hải Dương Học Nha Trang để phối hợp khảo sát, đánh giá cụ thể, chi tiết hơn về tình trạng, nguyên nhân xảy ra vụ việc. Được biết, nhiệt độ sống lý tưởng của san hô dao động từ 24 đến 30 độ C, trong khi nhiệt độ nước tầng đáy của vùng biển Côn Đảo do cơ quan chức năng ghi nhận lên tới 31 độ C, nghi do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino làm nước biển tầng đáy nóng lên. Nhiệt độ nước biển tăng cao khiến san hô trục xuất tảo sống trong mô ra ngoài, làm màu sắc rực rỡ biến mất, gây tình trạng tẩy trắng. Một số loài san hô bị tẩy trắng có thể phục hồi đáng kể khi nhiệt độ nước biển giảm. Nếu nhiệt độ nước biển tại các dạng san hô không giảm thì khả năng phục hồi của san hô rất thấp và diện tích san hô chết sẽ rất lớn. Hiện tượng san hô chết và bị tẩy trắng đã diễn ra nhiều tại Côn Đảo, nặng nhất vào những năm 1998, 2010, 2016 do hiện tượng El Nino. Sau đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã khảo sát và triển khai công tác phục hồi san hô tại các điểm đảo. Huyện Côn Đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ, nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích khoảng 76 km2. Những năm gần đây, Côn Đảo là điểm đến thu hút rất đông khách du lịch. Sáng ngày 1 tháng 6, Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần 20 năm 2024 đã chính thức khai mạc tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên với chủ đề Hành trình làm nông hạnh phúc. Lễ hội này nhằm tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và quảng bá du lịch ẩm thực Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên, cho biết điểm nhấn của lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động mới kêu gọi tinh thần đoàn kết chung tay bảo vệ và hành động vì môi trường xanh, sạch, lành như đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch, giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm xanh, hội thi ý tưởng sạch hay mô hình nông nghiệp du lịch xanh Suối Tiên Farm. Bà Tố Trinh nói thêm, lễ hội sẽ diễn ra trong suốt 3 tháng đến hết mùa hè. Nằm trong chuỗi hoạt động kêu gọi tinh thần sống xanh, sạch lành, khu du lịch văn hóa Suối Tiên cũng phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày giới thiệu đến du khách mô hình trồng và canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với mô hình cà chua bi trồng trên giá thể, mô hình trồng rau thủy canh trụ đứng, tư vấn kiến tạo lối sống xanh trong lòng đô thị. Đồng thời, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và mong muốn truyền tải thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, hướng đến lối sống xanh bền vững, Suối Tiên cũng tổ chức chiến dịch đoàn kết vì môi trường xanh thông qua hội thi với chủ đề Một ý tưởng xanh, một thế giới xanh. Ngoài ra, lễ hội còn nhiều hoạt động khác như trải nghiệm ẩm thực đặc sản ba miền, bộ sưu tập trái cây khổng lồ Việt Nam, triển lãm sinh vật cảnh với các loài thú cưng bò sát, không gian nghệ thuật truyền thống Việt Nam như đờn ca tài tử miệt vườn, dân ca Nam Bộ, Lotto Show, sân khấu hóa sơn tinh thủy tinh. Dịp này, khu du lịch văn hóa Suối Tiên có các chương trình ưu đãi giảm giá vé vào cổng cho học sinh, trường học từ 50% đến 100%. Dự kiến lễ hội năm nay sẽ tăng khoảng 20% lượt khách đến tham quan so với năm ngoái. Trong đó, lượng du khách nước ngoài sẽ tăng khoảng 40%. Tối ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình khai mạc tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Tuần du lịch năm 2024 Ninh Bình hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều hoạt động hấp dẫn. Tới dự chương trình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đại diện Cục Du lịch Việt Nam và đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế. Với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 là sự kiện du lịch đặc sắc thường niên của tỉnh Ninh Bình, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế 924-2024, 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ, 49 năm ngày giải phóng miền Nam và kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới 2014-2024. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết,
tuần lễ du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch đặc sắc. Với nhiều hoạt động văn hóa du lịch độc đáo, ấn tượng, mang đặc trưng riêng qua nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, ngắm cánh đồng lúa nghệ thuật, trải nghiệm canh tác lúa nước, trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm ô cốp của tỉnh, tour du lịch chụp ảnh mùa vàng Tam Cốc, chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình, triển lãm ảnh nghệ thuật, hội thi chọi dê, cùng với đó diễn ra một số chương trình nghệ thuật, biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát sẩm, tạo nên một không gian văn hóa sinh động, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Đêm khai mạc tuần lễ du lịch Ninh Bình, Sắc vàng Tam Cốc Tràng An năm 2024 đã để lại ấn tượng cho người dân và du khách trong và quốc tế với chương trình nghệ thuật đặc sắc với 3 phần: Hồn Việt, Tuyệt sắc miền Cố đô, Ninh Bình hội tụ và lan tỏa, được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Đây là sự kiện du lịch quan trọng hàng năm, góp phần tôn vinh giá trị di sản, thiên nhiên văn hóa, hình ảnh đất và người Ninh Bình cùng bản sắc du lịch riêng có của danh thắng Tam Cốc Bích Động đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, năm nay, chương trình Sắc vàng Tam Cốc Tràng An sẽ có nhiều nét mới lạ, độc đáo như nghi lễ nông nghiệp rước mừng lúa mới với 63 thuyền chở nông sản, trải nghiệm đi thuyền trên sông. Đây cũng là sự kiện nhằm nhớ ơn công đức của vị thần nông đã cho nhân dân một vựa lúa bội thu và tôn vinh nét đẹp nghề nông của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ nói chung và người dân Ninh Bình nói riêng. Các hoạt động trong tuần du lịch sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, được ví như một hòn ngọc thô, Cù Lao Chàm Hội An mang vẻ đẹp mỹ miều của biển xanh cát trắng với nét hoang sơ cùng hệ sinh thái phong phú và bầu không khí trong lành. Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách Đà Nẵng 45 km. Đây là một cụm đảo gồm 8 hòn đảo nhỏ: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Tai, Hòn Ông, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá và Hòn Mồ. Với tổng diện tích hơn 15 km², trong đó có khoảng 90% là diện tích rừng. Hòn Lao là hòn đảo lớn nhất, nơi tập trung đông dân cư sinh sống và là trung tâm của các hoạt động dịch vụ. Trước khi được gọi với cái tên Cù Lao Chàm, đảo còn có rất nhiều tên gọi khác như Chiêm Bích Lao, Tiêm Bích La, Pulikiam. Song từ khi được ghi dấu trên bản đồ Tây Phương là Champelo, Pula Champa, theo tiếng Nam Ấn, những cái tên kia dần lãng quên. Lâu dần, mọi người phiên âm thành Cù Lao Chàm và được sử dụng cho đến bây giờ. Nói đến lịch sử Cù Lao Chàm, phải nhắc tới thời kỳ khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến 15. Nhờ lợi thế nằm trên trục đường biển nối với các trung tâm buôn bán lớn ở vùng Đông Nam Á và Trung Cận Đông, Cù Lao Chàm trở thành điểm dừng chân lý tưởng để tránh gió, lấy nước ngọt và lương thực. Từ đó được xem là bến chợ của nhiều thương thuyền trong và ngoài nước. Đến thế kỷ thứ 17, người Việt đến cư trú trên Hòn Lao và tập trung chủ yếu ở Bãi Làng, sau đó là Bãi Hương, lập dần nên làng Tân Hiệp. Trải qua nhiều thế hệ, cư dân tồn lưu, tuy người không đông, diện tích không lớn, nhưng cư dân nơi đây đã tạo nên và bảo tồn được nhiều đình đền, chùa giếng, có niên đại lâu đời. Nhiều trong số đó mang đậm nền văn hóa Sa Huỳnh và Champa. Bên cạnh đó, đảo Cù Lao Chàm còn sở hữu hệ động vật phong phú, dạng san hô đa dạng, quý hiếm. Cù Lao Chàm đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, được nhiều người biết tới và tìm đến khám phá. Để ra đảo, du khách còn có thể lựa chọn đi bằng cano hoặc tàu gỗ. Thời điểm thích hợp nhất để tới đây là từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, khi biển lặng, nắng chan hòa. Cù Lao Chàm sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của thiên nhiên, là nơi rất nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến sau khi khám phá phố cổ Hội An nhộn nhịp.